Ví dụ 1. Bài toán cho một ống dây dài 1,5 mét, gồm 2.000 vòng dây. Đường kính ống là 40 cm. Bài toán yêu cầu Kemi xác định độ tự cảm của ống dây. Cái thứ hai là tính suất điện động tự cảm trong ống dây. Biết dòng điện tăng từ 0 đến 5 A trong thời gian là 1 giây. Ý C là tính cảm ứng từ bên trong lòng ống khi dòng điện chạy qua ống là 5 A. Cuối cùng, lấy cầu tính năng lượng từ trường bên trong ống dây khi dòng điện qua ống là bằng 5 A. Được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng công thức của phần tự cảm, công thức của bài tự cảm để giải quyết các ý trong ví dụ số 1 này. Thứ nhất là yeah. Bài toán yêu cầu là xác định độ tự cảm của ống dây. Vậy để tính độ tự cảm, các em cần phải nhớ lại công thức để tính độ tự cảm. Đó là L bằng 4pi nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với N bình nhân S trên cho L. Trong đó, N là số vòng của ống dây. Bài toán cho chúng ta rồi, N bằng 2.000 vòng. Chiều dài của ống là 1,5 mét. Đường kính ống là 40 cm. Có đường kính ống, các em sẽ tính được diện tích tiếp diện ngang của ống. Có S, có số vòng và có chiều dài ống. Chúng ta sẽ tìm được độ tự cảm của ống dây. Đúng nào? Đó nha. Ở đây ta có cái gì? Nha. Ở ta có là N bằng 2.000. Chiều dài của ống là 1,5 mét. Còn diện tích tiếp diện ngang là bằng pi nhân với d bình phương trên 4. Trong đó, d là đường kính của ống dây. D bằng 40 cm, kem đổi về mét đi. Là bằng pi này, nhân với 0,4 bình phương trên cho 4. Và kết quả thu được là 0,01 pi, đơn vị là mét vuông. Đây chính là diện tích tiết diện ngang của ống. Sau khi tìm được S, kem thay N, L và S vào biểu thức tính độ tự cảm. Chúng ta tìm được độ tự cảm của ống dây. Vậy rút ra L bằng cái gì? Là 4 pi này, nhân với 10 mũ trừ 7, nhân với 2.000 bình phương, nhân S là 0,01 pi bình phương. À, số đây là 0,04 pi các em nhé, 0,04